Em xin chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn à, Sài Gòn chiều hôm nay ngày 14 tháng 6 năm 2022 và chiều hôm nay thì em mời anh chị và các bạn chúng ta cùng đi đi bộ tập thể dục ha. À, chúng ta đang đi trên con đường Cô Bắc thẳng về Nguyễn Thái Học. Hôm nay mình sẽ đi bộ tập thể dục ha. Hôm nay thì video clip này thì cũng không có gì đặc biệt, chỉ đi dạo một vòng để anh chị và các bạn thấy khung cảnh Sài Gòn trời chiều nó như thế nào thôi. Nhân cái chuyến đi tập thể dục hôm nay thì em đi làm về cũng sớm rồi, bây giờ thấy còn sáng nè, rồi mình cùng đi bộ ha. Mỗi ngày đi bộ khoảng chừng 5-7 km thôi. Nhiêu đó thì cũng khá là đủ. Bên đây em thấy hủ tiếu rất là đông. Hủ tiếu Nam Vang, Thành Đạt. Hình như cái thương hiệu Thành Đạt này nhượng quyền hay sao á. Nhiều lắm, nhiều nơi Thành Đạt lắm. Nhiều cái hiệu Thành Đạt lắm. Trời chiều ở chợ đầu mối, chợ rau củ quả ngày xưa, hình ảnh của nhà lồng chợ, những cái kiosk, những cái sạp, những sạp bán rau cải ngày xưa mà ngày nay vẫn còn nhưng mà rất ít. Những người ta bán quen ở đây thì người ta còn bán, chứ những người mới thì không có bán được. Ở đây không còn là một cái khu chợ tập trung như ngày xưa, khi mà chợ Bình Điền đồ, chợ đầu mối quận 12 đồ được thành lập thì ở đây không còn chợ đầu mối như ngày xưa nữa. Đi bộ lòng lòng Sài Gòn thì biết thành thói quen thích. Có bữa thì đạp xe đạp, nhưng mà dạo này đổi tông đổi tông đi bộ. Bữa nữa làm miếng đi bộ thì chuyển qua đạp xe. Và đây là con đường Nguyễn Thái Học đi thẳng về hướng ngã 6 Phù Đổng nè, thẳng về hướng quận 3 nè. Chúng ta đi hướng này. Hôm nay mình sẽ đi một vòng từ khu Cô Bắc này, đi ra bến Trương Dương rồi đi về về hướng Cầu Móng. Một tour như vậy thôi. Rồi em đi một vòng tròn từ Cầu Móng đi ra Dân Sinh rồi ra Hưng Đạo rồi đi về. Canh tới giờ về rước bạn đồng nhỏ là ok rồi. Bây giờ Sài Gòn cũng 6 giờ. Trời hôm nay còn sáng. Bên đây là khu chợ chợ Cầu Muối ngày xưa nè. Đây mặt tiền con đường Nguyễn Thái Học thì có những cửa hàng bán đồ ăn rồi sửa xe rồi bán điện thoại rất là nhiều, rồi bán nhà nữa. Bán đủ thứ hết trơn, cái gì cũng bán. Không mua này, không mua kia, thôi mua nhà luôn được không? Nhà ở Sài Gòn thì không dễ mua chút nào ha. Ở đây này có chương trình cúng chay, cho đồ chay quá trời nè. Đây có quán bánh canh Phan Rí. Bánh canh Phan Rí, chả cá giò heo 30k. 30k là 30 ngàn một tô ha.
À, qua đây là con đường Cô Giang, đi thẳng về hướng Bình Quang Tiên cũng như là Hồ Áo Hớn ngày nay. Ở ngày nay thì ở khu bến Chương Dương thì cũng rất là thay đổi, từ vì ở đó cái bờ kè cũng làm xong nè, rồi một đoạn đường mở rộng đường song hành cũng có đó, nên thành ra việc đi bộ từ đây đi ra cầu Móng thì rất là dễ dàng. Hôm nay mời anh chị và các bạn chúng ta cùng trải nghiệm đi bộ. Mấy bữa thì đi xe đạp rồi đi xe máy, hôm nay thì mình đi bộ, rồi đi bộ cho cảnh vật nó trôi qua nó nhẹ nhẹ, nó dễ xem cuộc sống của người dân ở khu xóm chợ nó như thế nào. Đi ngang qua khu xóm chợ Cầu Muối, chợ Cầu Ông Lãnh, chợ Trái, chợ Gà, có rất là nhiều tên ở cái khu vực này. Đây là dưới gầm cầu nè, dưới gầm cầu Ông Lãnh đó. Đi thẳng qua bên kia là khu chợ Trái đó. Bây giờ chúng ta đi qua đường sau đây. Giờ này người ta đi làm về nên ta đi ngang chợ thì ghé mua chút rau, chút thịt rồi về luôn. Không tiện đi siêu thị thì siêu thị nhiều khi phải đi siêu thị nhiều khi phải gửi xe rồi mất thời gian. Đây có cái vạch qua đường đây, ra đây trống trải nè. Đây con đường Võ Văn Kiệt cũng như là con đường Bến Chương Dương ngày xưa nè. Rất là rộng lớn luôn á. Mấy bữa chúng ta nhìn từ trên xuống, hôm nay mình đi bộ mình nhìn trực diện con đường luôn. Theo thẳng hướng này là chúng ta đi ra quốc lộ 1, đi về miền Tây, đi đến cao tốc Sài Gòn Trung Lương. Xe quá trời không? Lần đầu tiên đi bộ qua cái giao lộ lớn này luôn á. Đây có cái tín hiệu qua đường nhưng mà rất ít người qua đường. Chờ đèn xanh rồi mình mới qua được ha. Trong khi chờ đợi thì ta nhìn cái dãy phố Bến Chương Dương nè, bên kia là số 206, bắt đầu là số 206. Ở đây khá là lâu, do là con đường lớn, con đường chính. Mật độ xe cộ ở đây khá lớn. Rồi chúng ta qua đường nha. Tín hiệu qua đường do là ít người đi bộ nên thành ra ở đây xe máy vẫn chạy. Rồi chúng ta đi qua bên đây là dòng kênh Bến Nghé rồi nè. Nhìn dòng kênh Bến Nghé mấy bữa nhìn từ trên cao, hôm nay nhìn từ mặt đất. Một bên là bến Chương Dương, một bên là bến Vân Đồn. Anh chị thấy bên kia xe cộ quá trời luôn không? Tại giờ này là giờ cao điểm á, giờ tan ca đó. Nên xe rất là đông, lưu lượng xe cộ ở khu vực này quá trời luôn đó. Không biết anh chị và các bạn xem có rõ không? Bên đây tòa nhà cao cao là hãng thuốc lá Khánh Hội ngày xưa nè, hãng thuốc Bách Tô. Đây có nhà thờ Khánh Hội. À,
Đó, rồi bây giờ mình sẽ đi đi bộ ha, đi bộ từ đây xuất phát từ khu chợ Cầu Muối đi để xem cái đoạn đường đi bộ ở đây như thế nào. Cái đoạn này đáng lẽ là trồng cây nhưng mà do người ta sinh sống ở đây, người ta cư ngụ ở đây nên thành ra có đoạn này không có cỏ. Đó, gầm cầu cũng là một cái nơi mà rất nhiều người tá túc qua ngày qua đêm. Đó, nhìn qua bên kia là khu chợ gà. À, phía sau khu chợ gà là khu chợ trái. À, do là cũng hơi xa nên thành ra mình nhìn quanh kia không thấy rõ lắm. À, chỉ thấy rõ bên đây là khu quận 4 thôi. À, nhìn dòng sông rất là đẹp ha. Cảnh vật trôi nhẹ bên kia những tòa nhà chọc trời. Đây khu cầu Ông Lãnh. À, nhìn những cái tư liệu về những hình ảnh của cây cầu Ông Lãnh ngày xưa thì ngày xưa ở đây là cây cầu dừa. Đó, rồi cây cầu ngày xưa không có bắc thẳng qua bên kia đường Hoàng Diệu mà như là quẹo một hướng bến Vân Đồn thì phải. À, nhìn cảnh vật Sài Gòn thì nó không có đồng nhất cái kiến trúc giống như các đất nước hiện đại khác. À, nhưng mà chúng ta thấy cái cảnh vật nó cũng tương đối là gọn gàng, có màu sắc. À, nhìn thấy cũng lung linh. À, ngày trước thì không có đi bộ được cái chỗ này. À, tại vì đây là cái bờ kè rồi. Có cái hàng rào của dòng kênh Bến Nghé này rồi. Ngày nay thì ở đây người ta lót gạch đó, rồi trồng cây rồi đi rất là dễ. Đó, hai bạn trẻ đi làm về không nào không về mà. Đó, ở đây chụp hình cái nắm tay cái sờ má cái mới về, hạnh phúc quá. Đó, nhìn qua bên kia. Đó, qua bên kia là khu chợ dân sinh. À, nhìn hướng này thì hơi ngược nắng, ngược sáng ha. À, nhìn hướng này cái khung cảnh nó cũng khá là đẹp, tại vì ở bên kia quận 4 và quận Nhất có rất nhiều cái building ven sông Sài Gòn. À, khi mà chúng ta nhìn thẳng hướng này, quá trời. À, bên đây là dốc cầu Ca Mét. À, cái hướng đi lên cầu Ca Mét. À, buổi chiều đi bộ ven dòng sông này rất là mát. À, tuy là dòng sông nó không được trong veo cho lắm, do là cái đoạn ngay cầu Móng, đang làm cái đập cái gì đó. Cũng lâu lắm rồi, chưa có xong nên thành ra cái chỗ này nước không có đối lưu, bị dồn bị ứ lại, cũng đỡ hôi so với ngày xưa. Thì các con sông ở thành thị nó như vậy ha. Cảm giác đi bộ này thì nếu mà anh chị đặt đặt cái tâm trạng mình vào cái đặt thả hồn vào cái video clip này thì giống như là mình đang đi bộ ở Sài Gòn, nếu mà mình đang ở xa không phải ở Sài Gòn. Ngày xưa mà mình có cái ký ức gì ngày xưa ở cái khu vực bến Trương Dương này thì mình sẽ cảm nhận được cái sự thay đổi
vô cùng thay đổi. Ngày xưa khi mà đi tới đây thì hình như là một dãy nhà ven sông đã từ lâu lắm luôn rồi đó. Nhớ những hình ảnh ngày xưa ở con đường Bến Chương Dương, nó tối tối, nó lởm chởm, nó không có bằng phẳng, nhất là trời mưa đó, nước nó đọng lại, trời nắng thì nó bụi. Khi mà đi ngang cái chỗ nhà đèn chợ quán, nhớ đi ngang khu đó bụi quá trời. Không biết cái thời của cô chú anh chị và các bạn hay như thế nào ha. Đây chúng ta thấy cặp vợ chồng về tuổi xế chiều, rất là hạnh phúc. Đi đạp xe cùng nhau, rồi hóng gió dắt tay nhau đi đến cuối con đường. Có người thì đi chạy bộ nè đó, còn có đứa thì nó cầm camera nó đi vòng vòng, nó vừa tập miệng, nó vừa tập chân vừa tập tay thì cầm camera, miệng thì liên thiên, chân thì bước đi. Khi mà đi bộ thế này thì bỗng dưng cảm thấy cuộc sống này nó ý nghĩa vô cùng. Cái mức độ hạnh phúc cũng như cái nhu cầu của mỗi người khác nhau ha. Mỗi người thì hạnh phúc trong cung điện nhung lụa, người thì hạnh phúc với chiếc thuyền trôi trên sông. Cuộc sống cho anh đi du mục, rồi rày đây mai đó. Có người thì bình thường giản dị thôi, vì sao cảm thấy thoải mái, cảm thấy vui vẻ, muốn cái gì có cái đó là được, là hạnh phúc rồi ha. Mình thấy đủ là đủ, như đơn giản mình thấy. Dưới gầm cầu này có một nhóm các anh thợ, hình như là đội